Bởi tôi nói là trên đời này á, đừng bao giờ tin tưởng bất cứ người nào. Nhiều khi mình tin không tin người ta thì mình cũng không sống được, đúng không? Nhưng mà khi mình đặt niềm tin vô người ta, khi đó mình càng bị gọi là hụt hẫng. Đâm ra cái mình tới tốt nhất là mình đừng nên tin ai hết trơn. Đúng, bây giờ không phải là gì đó, ngày xưa thì có thể tin nhau được. Chứ bây giờ, thời buổi bây giờ không nên tin, giờ lừa đảo rất là nhiều. Nói chung mà lừa đảo rất là kinh khủng luôn. Bây giờ mấy nay là mắc vấn nạn lừa đảo, em cũng sẵn đây em cũng chia sẻ mọi người luôn. Giống như là lừa đảo công an là lừa đảo này kia, lừa đảo giả danh gia đình gọi điện về xin nè. Nó lừa đảo. Nói chung là liên quan đến nhà nước mà gọi điện cho mọi người á thì mọi người đừng nên tin. Không Nói nên. chung là nhà nước ta làm việc với người mọi người á, là người ta phát giấy mời, đó là xưa giờ đã như vậy rồi. Mời lên đồ. Đúng rồi, có gọi điện gì á, dù có biết nhà mọi người luôn thì mọi người muốn nhà nước muốn làm việc mọi người á, thì người ta sẽ phát giấy mời mọi người lên làm việc. Hẹn ngày này ông này gây lên ủy ban hay là lên thị trấn hay lên xã bắt đầu trình diện. Đó là như vậy. Chứ không có ai mà gọi điện mà hù hay vu khống mọi người để mọi người chuyển khoản đâu. Đó, mọi Ê, người nên rút kinh nghiệm về vấn đề lừa đảo. tôi bị rồi, tôi bị vấn đề biết không? Alo, anh là anh Trần Văn Khải đúng không? Anh mà cái này cái gọi là cái này tôi không bị lừa là ở chỗ này nè. À, anh bị phạt nguội anh gì đó đang 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 đóng phải đóng tiền anh chuyển khoản qua 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 đó để đóng tiền là phạt anh đã hố ngày đóng phạt. Ủa vậy cho em hỏi chứ anh em bị cái lỗi gì anh? Anh chạy xe quá tốc độ. À, nó y chang luôn nha. À, gì 60 trên 80. Đủ mà chết chưa? Đó, sao nó mới biết hết đó, cho nên mọi người phải lưu ý, với lại là chia sẻ mọi người luôn. Mọi người lỡ coi clip này thì mọi người sẵn chia sẻ rộng rãi cho người còn biết luôn. Vấn đề đó là mọi người mua hàng trên mạng á thì khuyên mọi người mua một món hàng gì á thì mọi người nên kiểm tra hàng rồi mọi người thanh toán. Đúng. Chứ mọi người mua hàng á, mọi người không kiểm tra thanh toán là mọi người chết. Mọi người cứ đừng vì tin tưởng một ai đó rồi mọi người cứ nhận hàng là không được. Mọi người cứ kiểm tra hàng. Bây giờ sẵn đây vấn đề mà lừa đảo em cũng chia sẻ mọi người luôn, để khuyên mọi người là mọi người mua hàng trên mạng cũng nên cảnh giác vấn đề là phải kiểm tra hàng khi nhận hàng. Vấn đề là hạn chế vấn đề là lừa đảo với giả danh lừa đảo, mọi người nên cứng rắn một xíu. Mới đây có vụ mà cái bà kia bà bị mất tiền đó, mất tiền kiểu là người thân giả danh người thân, giống như là lấy được cái hình của anh nó giả danh đi hình anh luôn mà nó gọi điện cho em, ví dụ như là vợ anh này kia rồi mượn tiền gấp mà không có chuyển số khoản của anh mà kêu chuyển khoản cho một người khác cho nhanh á. À, số tài khoản của con bị đóng rồi. Đúng rồi, nó là như vậy đó. Đồ mà vậy mình phải cẩn thận đúng Thì không? em đang nói ví dụ tin người, sẵn em chia sẻ mọi người về cảnh giác lừa đảo thôi, rồi anh nói vấn đề tiền bạc là sao em không hiểu. Chứ nãy giờ tôi nói gì tự nhiên ông lừa đảo cảnh giác ông nó tại dây vì gì? tại vì vấn đề đó nó đang giờ đang tràn lan quá rồi, tại vì mình cũng làm chia sẻ kinh nghiệm thì mình lỡ thì mình cũng chia sẻ cho mọi người để cho gia đình mình cảnh giác một xíu thôi. Tự nhiên tôi đang 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 tự nhiên ông bực bội cái ông dẫn chuyện cái làm tôi cuốn theo luôn với đáng lý chuyện tôi để tôi nói cho ông nghe tự nhiên ông dẫn chuyện làm gì? Tại vì em cũng bực bội vấn đề lừa đảo, nhiều người ta À lừa là đảo như quá là bức bức xúc đúng không? thì sẵn đây thì mình cũng chia sẻ cho bà con biết là vấn đề như thế này thôi. Cái chuyện tôi tin là tin chỗ nào nè, thế này nghĩa là tôi có thằng đó đó nó qua nó mượn tôi 10 triệu đó, thì cái ngày nào mà ngày đó là ngày tôi có tiền, không phải là có tiền gì, cái ngày đó là gọi tôi dành dụm được là 10 triệu tôi mới cho nó mượn đi. À, cái bữa nay là tính là cũng hơi lâu, 1 2 tháng gì đó, nó hứa là 2 tháng sau nó trả. Bữa nay là chẳng thể là bước qua tháng thứ thứ sáng là sáng, tính ra tôi sáng nói chuyện với nó là bước qua 5 ngày đó đó. Tôi qua tôi nói ê tiền mày bữa mày mượn mày trả là chứ mày mượn mày để hoài để lâu dữ mày mày để tao còn này nọ nữa chứ, cái này tiền tao dành dụm chứ phải tiền tao gọi để dư đóng mày nọ đó, mày mượn mày 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 để luôn mày không trả gì hết trơn vậy. Khi mà tôi qua nó rất là hớn hở, à, anh mới qua chơi hả, ê mày mới qua chơi họ ngồi làm ly trà hút điếu thuốc. Bữa nay tôi qua cái tôi từ chữa tôi, tại vì có người đang bị bực bội mà đang thiếu tiền mà để nó trả mà ấy, phải phải nóng lên chứ, phải Đúng bực rồi, bội lên chứ đang mượn tiền mà không trả mình cũng bực chứ, giống như đó. hứa tháng này trả mà không trả mình bực chứ. Đúng, mình sừng cồ đó mình nói nó này nọ cái để bữa tôi trả, nó nói ngang vậy đó, nó nói kiểu cảm giác như nó bực bội ngược lại mình vậy đó, hỏi tức à. Giờ bây giờ là như vậy mà, cho nên á không phải một mình anh mà gia đình mình á rất là nhiều gặp trường hợp như anh là mượn tiền mà khi đòi là không có được, không phải không có được mà là không lâu trả thôi chứ không phải là không được. Nghĩa tôi đâu có giật đâu. Thì đúng rồi,
Bất quá thì người ta vẫn làm được, người ta trả góp cho anh một tháng 5 triệu, 12, 10 triệu, từ từ nó cũng hết thôi. À. Nhưng mà người ta từ ta trả. Nhưng mà cái tâm lý của một người mà gọi là bị mượn tiền mà lâu trả mà còn cố giờ không trả đó, đa số người ta rất là bức xúc. Người ta qua ta nói gọi là nói trên đầu trên cổ này nè, nói gọi là cái hạ bạc người đó luôn á. Nhưng có vấn đề đã có chứ không nè. Người ta nói ít bữa tôi trả. Tôi biết vẫn trong đó nó có tiền đó nha. Bây giờ cái mục đích của anh muốn lại như thế nào? Tôi muốn lấy tiền lại. Muốn tiền lại ngày mai là tôi đi công việc rồi. Bây giờ và chia sẻ cho anh tất cả mọi người nè, cách làm sao để mọi người đòi nợ đúng không phải là tỷ lệ thành công là 100%, nhưng mà tỷ lệ thành công có thể là 80% cho mọi người. 80% là ngon lắm rồi đó. Đúng chứ, ngon vậy. Với lại là không áp dụng trên 100/100 những trường hợp. Lý do tại sao? Đó là trường hợp tùy vào trường hợp, giống như là 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, tùy vào cái mức lương của cái người mượn. Ví dụ nha, cái người mượn anh là người ta đang làm công ty, mức lương người ta là 10 triệu. Nhưng mà người ta mượn anh 5 triệu thì ok. Còn cái người á mà mức lương 5 triệu mà mượn anh 50 triệu á, cái đó thì hơi khó đó nha. Thiệt. Cho nên nó kêu tùy vào mức độ, tùy vào cái mức lương người ta. Đúng mà, vậy người ta mượn người ta không trả luôn hả? Không phải người ta không trả, nhưng mà từ từ người ta trả. Ví dụ ta mượn ta mức lương anh có 5 triệu à, mà người ta mượn anh 50 triệu. Thì cái năm một tháng ta 5 triệu, ta không cho ta ăn uống, ngủ nghỉ ngơi gì đó. Thế ta còn có 1 triệu à. 1 triệu thì đắm tiền đắm hỏi còn đâu ra. À đúng rồi, cũng hợp lý. Đúng không? Nên đó, tùy vào phụ vào mức lương thôi. Mà tôi cũng khuyên mọi người, nếu mọi người cho mượn tiền thì mọi người cũng quy vào mức lương. Thấy người ta nếu mà ta làm 1 tháng 10 triệu thì cho ta mượn 5 triệu đổ lại là vừa rồi. À, còn không nên hơn. Đó là cái khuyên mọi người là vấn đề mượn tiền là không nên hơn cái mức lương. Gọi là mình mượn theo nhìn gọi là mức lương á. Đúng rồi, bây giờ anh đi cho vay rồi, người ta cũng yêu cầu anh sao kê lương mà để ta biết được, người ta cho anh mượn đó. À đúng. Trả góp tháng. Đó, đúng rồi. Bây giờ nha, anh thiếu tiền đúng không? Đúng. Anh đi qua anh mượn thằng bạn anh. Anh có qua anh chửi vô mặt nó mày cho tao mượn tiền không? Đúng, chứ nó chửi gì chứ nó mượn. Đúng rồi, anh đi mượn tiền là anh phải mượn tiền nói chuyện nhỏ nhẹ người ta. Anh Khải ơi, anh Khải có tiền không? Anh Khải cho em mượn tầm 10 triệu đi, tháng sau em trả. Em nói chuyện anh nhỏ nhẹ anh Khải, chứ không phải ông Khải có tiền không cho mượn 5-10 triệu anh Khải? Thì người ta đi mượn tiền tao phải nhỏ nhẹ đó, chứ em đâu có nạt nộ anh đâu. Em nói chuyện anh đang nhỏ nhẹ. Đúng. Bây giờ em giờ em bí quá, anh cứ giúp em đi. Tháng sau em trả anh liền 10 triệu thôi. À, em nói thiệt quá, mà, em nói thiệt. Giờ anh có thì em cho em mượn đi. Em nói chuyện với anh. Đúng rồi. Rồi ok, anh cho em mượn à, đúng không? À. Em cho em mượn, khi em cầm tiền là xong trách nhiệm em rồi. Tháng sau em trả hay em quên á là anh phải nhắc em. Dễ gì, tôi thấy được. Ví dụ như tới bước qua ngày thứ 30 bắt đầu tôi cho im đi. Bước qua ngày thứ 31, 32, 34 là tôi cho im đi. Ngày thứ 37, 38 gần chuẩn bị ngày 40 tôi sừng cụ lên liền đi. Ủa mày hôm nay mượn tao một tháng mà sao bây giờ tới gần bước qua tháng thứ 2 mà chưa trả? Cái lý do tại sao mà người ta không trả tiền cho anh? Lý do người ta không có tiền. Vẫn nằm trong tầm kiểm soát của người ta, nhưng mà người ta không trả. Ví dụ người ta đang làm công ty với mức lương là 10 triệu một tháng. Nếu mà người ta mượn anh 50 triệu, nếu mà người ta muốn trả anh á, thì người ta sẽ nói một câu: anh sẽ trả góp cho em một tháng 2 triệu, từ từ nó cũng hết. Thiệt thì bớt nhau ăn bớt nhậu để trả xong nợ đi. Nhưng mà người ta không làm như vậy, người ta cứ để kéo nhây cái nhây. Đó là người ta biết mình đó là dễ, với lại một phần đó là người ta biết mình đang có tiền trong nhà nữa, cho nên mình không có cần nữa, mình cũng không cần cái số tiền đó. Có rất là nhiều trường hợp, cho nên á, khi mà anh muốn đòi tiền người ta thì anh nên phải nói nhỏ nhẹ, anh đừng có nạt nộ. Lý do tại sao? Tại vì anh bây giờ là anh là người bị động rồi. Lúc người ta mượn tiền anh, người ta nói chuyện nhỏ nhẹ, thì anh đi đòi tiền người ta, anh phải nói chuyện nhỏ nhẹ. Bây giờ em đòi tiền anh Khải, em sẽ nói y hệt lúc anh nói em. Bây giờ anh Khải có tiền không anh Khải? Tháng này em nói kẹt xíu, có gì anh có xoay sở nào anh đưa cho em một ít trước cũng được, không cần phải nhiều, một ít thôi. Nếu mà 10 triệu anh đưa cho em tầm 5 triệu thôi cũng được. Giống như đi mượn như trời. Thì nó là như vậy, cho em 5 triệu trước cũng được, tại vì em đang kẹt quá. Ủa chứ mình đi chứ không phải mà kìa. Anh Khải giờ tới tháng này anh không trả em kỳ anh Khải. Mình nói chuyện là người ta cũng tự ái, con người mà ta cũng là tự ái. Khi tự ái người ta lại quê là người ta lại ghim.
Tại vì biết tại sao? Tại vì khi mượn là mượn trên uy tín chứ không phải mượn trên giấy tờ. Đúng rồi. Bây giờ người ta im cái là mình làm gì được người ta? Đâu làm được người ta đâu. Mình đã mượn tiền là mượn tiền trên uy tín. Mà đa số mọi người đang gặp trường hợp đó là mượn tiền trên uy tín chứ không phải làm việc trên giấy tờ. Cho nên mình chết cái đó. Cho nên là khi mà mình đòi tiền người ta, mình phải nói chuyện nhỏ nhẹ. Mình nói làm sao đó để cho người ta biết là mình đang cần tiền để mà mình lấy lại được tiền. Cho nên bây giờ anh thiếu người ta, em anh thích, bạn biết người đó vẫn làm công ty, người ta vẫn trả anh được. Tại sao người ta kêu là người ta đang nợ cũng nợ, nhưng mà tại sao số tiền đó người ta mang trả người khác không trả cho anh? Tại mình dễ quá mà. Cho nên á, anh phải nói nhỏ nhẹ làm sao để cho người ta trả cho anh trước để trả người kia sau. Cái người mà đã nợ chắc của người ta nợ rất là nhiều, người ta trả từ từ nhưng mà ta trả người kia trước trả cho anh sau. Hợp Cho lý. nên anh phải nói chuyện nhỏ nhẹ để cho người ta trả cho anh trước hay trả nửa tiền trước cũng được, được phần nào hay phần đó. Đúng, vậy là mình là thành con nợ lại hả? Mình là thành con nợ lại á, cho nên á đi mượn tiền người ta, chứ nhiều người ta đi đòi tiền á là người ta cứ đòi chém đòi giết, đòi sùm mày ra đường, chém chết chết mày, chém chém này thế kia. Được cái gì bây giờ người ta đã vô nước đường cùng rồi, bây giờ chém chết người ta cũng lấy được tiền đâu, mình lại đi tù. Người ta đã nợ mình, người ta vô nước đường cùng rồi, người ta mất đường cùng, người ta đi nợ mượn mình. Bây giờ mình chưa chi mình có mua vô mình đòi chém đòi giết đòi đòi người ta lại không trả thêm nữa. Bây giờ người ta có tiền đâu mà ta trả, bây giờ cứ từ từ tôi trả, tôi không phải trả, bây giờ tôi không có tiền mà cứ ép đòi chém đòi giết, đâm ra người ta lại này kia. Vậy là phải nhẹ nhàng. Nói chuyện nhẹ nhàng thôi để cho ta trả. Bây giờ đang kẹt mà nói chuyện, nói chung mình nói chuyện bình thường giống như là ngày xưa người ta mượn mình sao, nói chuyện sao bây giờ mình cũng vô mình nói chuyện với người ta vậy. Nghĩa là khi ta Bây ngọt giờ nhau mình là nhìn mình để mình lấy tiền thôi. khi người ta ngọt ta mượn tiền mình, Ừ, bây giờ mình ngọt để hỏi tiền lại người ta. đúng rồi, Đủ. tại với số tiền 5 triệu 10 triệu á nếu không đáng, bây giờ thà người ta mượn cả chục tỷ hay mấy chục tỷ thì mọi người cứ dùng này dùng kia thì được, cái số tiền đó để mọi người đi tù thì nó không có đáng, không có xứng đáng. Đủ, quá hợp lý vậy. Thôi để qua ngày mai đi, mốt đi, đã Nói chung để mà ngày nói gom lại một cái câu là đi đòi tiền người nợ nên nói chuyện nhẹ nhàng thôi, nói sao nói cho vừa lòng người ta để người ta trả tiền. chứ đừng có hầm hồ người ta, Đúng rồi, đừng hầm hồ đừng vô có mà hạ cái thấp người đời cứ ta. cứ cào nhà người ta ra là người ta không có ấy đâu. Nhiều khi người ta không có tiền nhưng mà nghe cái giọng nói của mình nó nhẹ nhàng và Đúng nó rồi, đưa vô lòng. ta kêu là một miếng khi đói bằng một gói khi no. Khi người ta lúc mình đã khó khăn á, người ta đã giúp mình như vậy rồi. Khi người ta khó khăn lại, mình không xoay sở được mình trả nợ người ta. Đôi khi mình sống là không có cái tình cái nghĩa. Nói chung mình sống ở đời phải có cái tình cái nghĩa, đừng có nên mà gọi là quá. Nói chung là cái gì cũng có cái hậu của nó hết á. Để tôi vô tôi soạn rồi bắt đầu cái tôi Đúng qua rồi, tôi đọc. soạn một tập tầm văn rồi anh đứng trước mà anh cầm anh đọc. Anh cầm anh đọc giống như là anh một lời phát biểu nữa. Rồi anh gắn thêm cái chai nước vào mắt á, anh nhỏ lên cho mắt anh trước. Anh rơi nước mắt. Anh biết. Rưng 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 vừa vừa hỏi tiền vừa rưng đúng không? Để tôi giật, để tôi giật. Đó, ok, chia sẻ mọi người nha. Đây cũng là một cái câu chuyện buồn nếu anh em cố gắng vượt qua.